thứ bốn tới thứ năm. Con đã đọc sao bọn người ơi. À, làm đi. Mới có hai điều biết ơn à. À ba điều hết rồi. Giờ con nói số điện thoại của mẹ, con đọc số điện thoại mẹ lại đi. 0939221543. Rồi con kể câu chuyện ơi. Có một con sói có gỗ, gặp con tay giá, gặp con hiên nó tay ai dập có để con nhìn sống. Đọc lại số điện thoại mẹ. 0939221543. Rồi số điện thoại của ba bằng. 0923389. Đọc không ai nghe được chị chưa? 9, 2, 5, 6, 3, 7, 9. Rồi, đọc cái câu chuyện của ba. Có một con hơi cổ là con liền mang ở trong pháo cốt xưng. Đọc. Đã có không biết ít đọc cái gì nhé. Pháo cốt xưng là số mấy? À, tiếp theo số mấy của cái điện thoại của ba? Con nói khúc xa không ai nghe được, nó lại này, nhìn thấy cái gì? Rồi con đọc lại số của ba đi. 0923389. Đúng rồi, giờ quảng cáo, một phút quảng cáo đi, số điện thoại của mẹ thì sao? Đọc có số điện thoại của mẹ và quảng cáo một chút. 0, 0, 9, 2, 1, 5, 3. Là mẹ làm gì? Mẹ kiếm tiền áo. Còn số điện thoại của ba là ba bán gì? 0, 9, 2, 3, 5, 9. Ba bán gì? Bán thuốc trục sâu. Rồi kêu cô chú mua đi. Kêu cô chú mua. Rồi con chào hai cô các bạn đi.